Cả nhà lá vườn các bạn ơi, anh em mình đang tìm mồi nha. Đấy, cái sẹt đây. Đấy, đây là trang chính thức của máy này mình nha anh em ơi. Trang sơn dược vlog của anh em mình đã đạt được 95.000 người thích và 505.000 người theo dõi rồi nha. Anh em chú ý cho mình nha, giờ thu lưới luôn nhé. Rồi, hôm nay anh em mình sẽ quay cảnh đi luôn em khỏi xuống được, đây trong gen quá. Ui, 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 ôi trời ơi, ơi, cho đi chứ, cho vui, để like cho anh em xem luôn. Anh em mình đi tìm màu nha, trong màu đây là chuẩn bị anh em sẽ nướng màu làm liu liu nha anh em, cây nhà lá vườn nha. Trang chính chủ anh em cứ đặt hàng mắm mực, rồi mắm đục, các loại mắm thì anh em cứ nhắn tin là Vũ đồ trạm bờ nó sẽ lên đơn cho anh em nha. Đấy, để xuống rồi cho nó, cái chuyện dài luôn á, cho càng cảnh cho nó, hấp dẫn nha anh em. Rồi ông ngoại đây, đi về đây con, gọi lộn ông ngoại nha. Ôi cái sẹt miếng hàng ngon á, trời ơi, vỗ mai kho keo. Đấy, cái sẹt đây mà anh em nào mà có mắm đục thì lấy kho, chứ mắm đục thì y bài nha. Ý, đã chưa. Đấy, rồi chào 166 anh em đang xem nha. Rồi được rồi, được Thanh dưới gà phải chuẩn bị lửa than đồ úp cho nó bài bán đi. Chiên xù nướng được cũng được, cái gì cũng được. Ủa nó có sạc, này. Ừ, cái sạc đây là biết nè, để dành lửa cái sạc đây mình không bắn đục nha. Xù cả sạc đây mà nhỏ nhỏ mà không bắn đục. Ui. Cái này mà không bắn đục thì khỏi phải bàn, thấy nước chấm. Mà tâm lớn cũng thấy nước chấm luôn á. Không, đây nó dơ chứ thôi chứ còn dễ mà. Qua này có màu được là tính. Đấy, chào 202 anh em đang xem nha. Anh em nào đang xem Trifin Line này, anh em nào mà muốn đặt máy mực hay là bắn đục của anh em thì Trifin Line này hôm nay mình sẽ cho anh em sale luôn nha. Anh em nào mà chỉ có IP nhắn tin vô trang này hoặc là để chữ mua hay bình luận trên cái video livestream này nha anh em ơi, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho fanpage thì anh em sẽ được mua combo 3 máy mực, sẽ được tặng một chai mắm đục Forensic và sẽ được giảm giá luôn, còn 200 bình thường là 294.000 nha. Hôm nay nhân kỷ niệm này anh em sẽ có là 260k nha, đơn này 3 máy mực tặng một mắm đục Forensic giá 260k nha. Anh em nào mà cứ xem live này, đang thấy live anh em mình muốn mua thì anh em cứ nhắn tin nha. Đấy, nhắn tin nhà Caro nè. Đấy, anh em cứ nhắn tin cho mình nha. Không, chờ thêm lâu lắm. Đấy, cứ nhắn tin trực tiếp cho fanpage IP này, hoặc là để lại chữ bình luận, chữ mua là anh em sẽ chốt đơn cho các bạn nha. Chấm mắm me, mắm mực, mắm đục gì, muốn chấm gì chấm. Cá nhỏ nhỏ, lưới nhỏ mà, có cua. Đấy, đấy. Vậy đâu, cá này có chân giòn, có keo, chấm đục. Cá gắt đây, tới điểm cá gắt rồi đấy, nước được cá này thả mới ngon này, thấy chưa, anh em thấy chưa. Đấy, đấy. Có cây. Cái gì, chúng cá này. Rồi chưa anh em, cá chốt. Trời ơi, gắt quá trời. Để nó cứ có cá là tính. Đấy, đã quá, mạnh tấn đã quá. Rồi, bắt cá gì vậy, đây là cá chốt, cá sẹt nha. Cá này mà kho cái rô đồng nha, kho chiên giòn cái mắm y bài nha. Đấy, chào 3 ngàn anh em đang xem nha. Anh em cứ nhắn tin để là chữ mua, chữ bình luận một lần duy nhất thôi, anh em mình sẽ chốt đơn cho các bạn nha. Trên fanpage chính chủ này nha. Hôm nay là ngày thứ ba không, hôm nay thứ ba nha, cho chính xác ngày chứ không phải la trả lại nha anh em, chú ý nha. Ôi trời ơi xúc đầu đây rồi anh em ơi. Đấy, anh em cứ chốt đơn chú ý nha. Dạo này có rất nhiều trang giả của anh em mình nha, có nhiều trang là bánh mực Bình Định đồ các kiểu nha, là không phải bên mình đâu, bên mình chỉ là một trang sơn dược vlog có 95.000 người thích và 505.000 người theo dõi nha. 505.000 nha anh em ơi, chú ý anh em đặt hàng, anh em nào mà đã đặt lộn thì chú ý giùm cái nha, xem thử là khi mình nhắn tin mình đặt có đúng là trang chính chủ không, trang lớn không, hay là trang nhỏ nhỏ người ta chạy quảng cáo lại, người ta lấy video của anh em mình chạy quảng cáo lại nha. Người ta bán mắm không phải mắm mực muối nhạt mà người ta làm muối mặn nha, là anh em mua là tiền mắc tật mang nha, là đủ thừa anh em mình nữa là khổ nha. Rồi tuyệt vời Diễm My à, dẫn mấy anh lên Hội An đào đào sùng ngon đấy. Anh em nào mà cứ thích mắm mực muối nhạt muối chua của kiểu như anh em đi biển của anh em mình quê Bình Định mình đặc sản thì anh em cứ nhắn tin nha, hoặc là để lại bình luận chữ mua nha. Đấy, trong cái phiên live này anh em nào mà đặt combo 3 mắm mực sẽ được tặng một chai mắm đục free ship, bình thường có giá 294.000, hôm nay thì nhân kỷ niệm ngày vui vui đây anh em mình sẽ giảm giá còn 260k thôi nha. Chỉ những ai xem phiên live này nhắn tin trực tiếp hoặc là IP cho mình thôi nha, mới được thôi nha anh em. Đấy, đấy gần tới cái mùa xạ rồi. Qua hết ngày này là mai trở về giải gốc nha anh em. Mai là trở về giải gốc nha, chỉ ngày hôm nay thôi nha anh em ơi. Cẩn thận, bác khía từ từ bác khía ơi.
Đấy, thấy tại lưới xong luôn. Do để mình đánh lưới lưới nhỏ ăn lưới một nha, nên cá nó không to. Nước ở đây thả lưới mới ngon, nó đang rút rút cạn cạn nè. Bình thường lục bình nhiều lắm các bạn ơi, nhưng mà chuẩn bị tới mùa sạ, mùa ruộng rồi là mấy chú hội nông dân đồ các kiểu là mấy chú sẽ phát bờ hết nha, phát lục bình hết. Bây giờ nó sạch sẽ này, mới phát xong. Nên cá nó nấp lùm nhiều lắm, ở xa xa thấy còn. Đây là phải làm xiên là thả xong gỡ rồi sở rồi thở tiếp. Chứ bây giờ cá nó dính như là rác nhiều, cái nó không dính nhiều đâu. Anh em thấy không? Cá vậy á. Rô đồng nha, nhỏ nhỏ thôi mà vàng lắm. Đấy. Cá rô cỡ này chiên giòn. Đấy, cá cỡ này cũng nhiều lắm. Cá sống là ngon rồi ha. Cá sống là đẹp. Con này quất cá nhảy luôn. Đấy, chịu chưa? Ok, cảm ơn Kha Seven nha. Mắm đục máy tiền chai Nguyễn Thành 65k một chai nha. Đặt combo 3 mắm mực thì được tặng một chai mắm đục à. Và trên cái phiên live này anh em nào muốn mua thì để lại chữ mua hoặc chữ bình luận IP gì đó, hay là nhắn tin trực tiếp cho fanpage này, anh em sẽ được giảm giá chỉ còn 260k 3 hũ mắm mực tặng một chai mắm đục nha. Đấy, mắm mực của anh em mình đang có giá là 98.000 một chai nha. Không. Cá sẹt hôm nay tri lùng bữa nay mới ra. Ôi. Làm thêm trắng mắm mực lát chanh sống nữa. Y bài Mạnh Tuấn ơi. Mạnh Tuấn nói chuẩn luôn. Đã chưa? Úi. Rồi anh em mình bây giờ về cái anh em mình làm cái mình nướng cái mình úp Ken Bình Định á. Đấy cái là làm tới công chuyện luôn. Đấy, mắm mực rất ok. Ok. Mắm cá cơm nha chú ý nha, mắm cá cơm anh em mình làm mắm muối chua mắm mới nha. Anh em mới đặt về thì có nhiều khi nó chưa có đạt độ ngéo. Anh em chú ý làm món cá cơm bên con là nặng chanh nhiều xíu, cho đường nhiều xíu nha. Đấy và anh em cho gừng cho xả nhiều vô là ăn sẽ ngon nha anh em ơi. Chú ý cách gia vị của mình là ok. Rồi anh Hải xa bờ rồi. Đấy. Anh Hải cũng đi như mình nhưng mà đi cái biển lớn thôi. Anh Hải cũng đi như anh em mà biển anh lớn, anh em mình chơi biển biển gần. Đấy, cá đấy. Đấy sàng sàng ra coi nào. Sàng sàng ra cho nó gọn gọn. Chính là một cục. Đấy, đấy. Có mà anh em vui cục luôn vô nó xúc cái đầy với. Đấy, đó. Một chú nè. Nhiều nha anh. Đấy, rất vàng. Ngon đấy. Ui. Này chắc là chắc anh em để dành kho kho với mắm đục quay clip cho anh em xem chứ cá đây mà cá sẹt bây giờ kiếm khó lắm nha. Cá sẹt. Cá sẹt chứ cá rô đem nói với các bạn mà nếu mà bạn mà kho để bị đây để bên kia. Để này luôn, để này luôn nha. Anh em mà kho với thịt không phải. Món này mà anh em kho với mắm đục thì mình gọi là hết đất chấm nha. Đỏ đỏ rồi, bao la. Rồi anh em chú ý nha, trên phiên live này anh em xem phiên live thì đặt mắm mực sẽ được giảm giá nha. Combo 3 mắm mực nha. Đấy, được một mớ nè. Hơn ký đấy. Cỡ nhiêu để ăn đừ. Kho bằng mặn chút nha, ăn đừ luôn. Đấy, hết mắt em còn gì để bắt nữa. Rồi anh em sẽ like cho anh em thấy cuộc sống hàng ngày của anh em mình luôn, về mình làm tới lúc làm luôn nha. Đấy, vô lên bờ. Rồi, gửi đi, gửi tại chỗ luôn được không? Gửi tại chỗ cho nhanh đi. Được, lấy cái vỏ. Gửi lên đi. Út không cầm cái vỏ nhanh nè. Cầm cái vỏ đừng cái em nha. Gửi tại chỗ đây like cho nhau vui. Đấy, cầm cái vỏ này. Đấy, ở quê mình nè, coi cuộc sống quê mình nè. Si cột lại neo để neo động ở quê. Đấy, đưa anh đục cho anh. Ơi, đâu chú danh? Yên cũng đi đâu rồi, bữa nay đi đâu đẹp trai rồi? Ơi! Ơi! Cầm cái chai đây, chai cá nhiều lắm. Ừ. Lỗ mất rồi, lỗ tiền dâu. Rồi. Gửi luôn anh đi. Thôi luôn, người thôi gửi cho nó gọn. Cho anh em thấy, anh em thành phố nhìn cảnh ở quê anh em mình nha. Đấy, làm clip cũng là các kiểu ha. Đấy, còn con tiền. Anh em đi học hả con? Gửi luôn, bỏ vô cái vỏ cho đẹp, cái chiếc đũa ra đây. Cái đè á. Đâu đè? Cái đè. Bắt rất đầy luôn. Cá này miếng ngon em, nhỏ nhỏ miếng ngon. Không, lọt thiệt không lọt. Đấy. Dễ lọt lắm á chứ không lọt. Chiên xù chấm mắm mực thì của mèo đúng rồi. Anh em nhiều anh em kêu sao cá chiên mà chấm với mắm mực. Đấy. Mắm mực mắm mực của anh em mình là kiểu là đặc sản muối nhạt, muối chua Bình Định nha, chứ không phải anh em muối mặn nha. Nói chung mắm này anh em sẽ rất khó tìm nha. Bình thường mắm mực thì có nhiều nhưng mà muối nhạt, muối chua kiểu như mấy anh em đi biển thì rất là khó có nha, tại vì muối nhạt, muối chua anh em không có để lâu được cho nên bán rất là khó bán, nhưng thường thường người ta sẽ không bán nha anh em ơi. Thường thường mấy anh em đi biển mua muối một hai lít về tặng bà con thôi chứ bình thường không có nhiều. Anh em chú ý. Nhiều anh em cứ lấy video anh em mình chạy quảng cáo lại nha, chỉ có trang Sơn Dược Vlog này, trang lớn này có 505.000 người theo dõi nha, 94-95.000 người thấp nha mới chính xác nha. Anh em cẩn thận mua nhầm chỗ nha, còn tất cả những trang mà mắm mực Bình Định hay cái gì tất cả người ta lấy video của mình chạy quảng cáo lại thì anh em chú ý giùm mình cái nha, không phải bên mình đâu. Lỡ là anh em nhận mắm về mắm nó không ngon như trong hình ảnh hay mô tả của anh em mình hay là nó mặn thì mình không biết đường nào xử lý đâu nha anh em. Còn anh em quay lại trách anh em tội anh em mình nha. Sao ngày nay làm gì nào chưa, chuẩn bị ra quất nữa được không? Món này chiên làm được không anh em? Tính ra bạn nha, tại vì trưa mình có một bạn nhắn tin cho mình là gửi cho biểu ra lấy cái nhãn mát, cái nhãn in mắm mực á. Bên mình đâu có in bên đó đâu mà người ta đặt tới 1.000 mấy, 2-3.000 lận anh em. Người ta lấy cái tên giả của mình á.
người ta vẫn bán bình thường. Cho nên em chú ý. Hũ tem mà chúng y chang luôn. Cho nên có rất nhiều anh em bị giả rồi nha. Đó, cho nên anh em cứ tưởng mắm bên mình mà thật ra không phải nha. Cho nên chú ý em đặt hàng trên phiên live này cho nó chuẩn nha anh em ơi. Rồi. Cứ đặt trên livestream của anh em mình cho nó khó trạc. Anh em cứ để là chữ mua hay chữ IP thôi. Mua mắm gì hay IP hoặc là nhắn tin trực tiếp cho fanpage của mình đây. Là xíu nữa anh em mình vào chốt đơn cho các bạn cho khỏi nhầm nha. Đấy. Chú ý, còn khi nào những người chốt đơn là chỉ có anh em trong team mình thôi nha anh em. Người thiệt việc thiệt hết nha. Vũ con trạng bằng gà làm nha. Anh em nghe giọng nói thì lỡ mà anh em nghi ngờ thì anh em có thể gọi để nghe giọng nói để anh em biết có thiệt hay giả nha. Còn tất cả bên khác giả mạo là chú ý dùm cái. Đấy, và đặc biệt những anh em nào mình lấy hàng giả của anh em mình mà cứ giả dạng anh em mình làm thì chú ý cẩn thận bị khách hàng bơm hàng ráng chịu nha. Đấy. Bây giờ gỡ về cái là anh em mình làm xị thôi. Chiên thôi. Cái này chiên à. Cái này chấm bánh mì cũng ngon rồi. Chiên chấm bánh mì. Ui. Cái cách được này nó không có trứng. Ở quê mình ấy. Ông thì chả cháo đi chơi. Chiều rồi mà. Cảnh quê đã không? Anh em đã ở quê lâu lâu xa quê cũng nhớ cảnh này ấy. Con mồng phi đứng xem. Mồng phi thằng ba bữa con triệu quánh thua mất. Được không? Ở đây chơi được không? Ở đây hết mất ngay, hết tiền mất ngay. Đậu chứ không? Để từ từ má. Làm bữa thì ăn đầu heo cho nó hấp dẫn ha. Đấy. Nhật gì? Đấy, xe ba gác. Ui, nhỏ nào mini ơi trời. Xong nước hiu tình chưa? Đấy. Lòng em đúng rồi, món này làm lòng em cũng hết bài đây anh em à. Tay lứ ra về phải vũ ra, khâu khâu vũ ra phải giặt lại. Chờ chúng mày tao mua lục cái tay lứ này lợi hại lắm nha. Mùa lục của tay lứ này sẽ phát huy tác dụng á. Thích đánh lứ ha, một màng hơn. Mỗi lúc màng mình đánh. Một màng đây. Thì đây. Mình sẽ biết không, rác là do mấy cô chú dọn mương là mình giờ rác quá độ cái mình thả trưa giờ nó dính cỡ đây là nó chứ mấy đâu. Đây một anh em chứ lứ ba màng chắc sắp chục rồi. Đây anh em đánh lứ một qua chứ lứ ba màng nó dính cá rô đồ cá to cũng nhiều chứ không phải giỡn đâu nha. Anh em đánh thích nha, cho cá gách cá sẹt cá rô nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Đấy, tuyệt vời. Nhà sĩ họ. Họ anh em ơi. Dân giả là cái nhà lá vườn thôi. Lục bình trôi thôi. Liêu riêu. Đấy. Anh em nào đã đặt máy mực của bên anh em mình thì chú ý nha, có hướng dẫn kỹ nãy rồi anh em làm theo hướng dẫn cho mình cái nha. Đấy, anh em nào mà máy dùng miệng ăn nhạt thì anh em nhớ bằm thơm bằm bỏ vô nha. Một lần anh em làm cỡ 1/3 chén thôi. 1/3 chén máy mực thì anh em ghép cỡ tầm 7 con mực thôi nha. Một con mực anh em cắt làm 3 ra nha. Đấy. Để càng về lâu anh em khui ra thì uống mắm nó sẽ thơm mùi mắm rất là ngon nha. Ok. Để ở ngoài bình thường thì anh em dùng trong vòng 1 tháng là đẹp là ngon nha, chứ không có hư đâu. Còn để ngăn mát tủ lạnh thì dùng trong vòng 3 tháng là đẹp nha. Ủa sao còn mấy con vậy? Được mấy con vậy? Chưa. Anh em chịu khó coi nha. Chịu khó coi để mình gỡ hành trình sợ lứ. Đấy. Mắm mực không em? Đúng rồi, mắm mực anh, mắm mực muối nhạt, muối chua kiểu mấy anh em đi biển mà. Bây giờ đợt này anh em mình kiếm ra một công thức, nghiên cứu công thức mới nữa là muối mực nó rất là đẹp nữa em. Mực nó hồng hồng đẹp lắm. Anh em cứ yên tâm thôi. Cứ làm đúng công thức hướng dẫn của anh em mình là lụm thôi. Sản phẩm mà bị lỗi gì cái là trên cái nắp chai đấy có cái số hotline của thằng gà đấy, anh em có thể liên hệ. Lỡ mà không biết cách sử dụng thì anh em có thể liên hệ để anh em chỉ cho. Còn không được nữa hay dở nữa thì anh em kiểm tra thì có phần hàng giả không đã ăn. Rồi nếu mà đúng hàng của anh em mình thì anh em mình bồi thường cho, anh em yên tâm đi. Đấy, bán hàng là bán lâu dài, anh em ăn hết mình quay lại mua nữa chứ không phải bán một lần cái là bỏ của chạy lấy người đâu, cho nên anh em cứ yên tâm đi. Cái rồ nhỏ nhỏ đẹp này, vàng. Đứa nhỏ quá chi, bình thường cũng có cái to đâu mà. Thả thêm nhiều vô anh em ơi, thả thêm nhiều có được khuyến mãi không? Khiêm đàm, Sa Nguyễn, banh lưới luôn, không banh đâu, lưới dài chứ không có banh đâu. Về cái chờ khô ráo cái anh sở ra cái mình lấy sao băng mình giặt trắng tót liền à. Trong phiên la đây anh em đã được giảm giá rồi anh em ơi. Anh em cứ mua mắm thì anh em cứ chốt rẹt đây nha. Chỉ có những người nào xem phiên la này nhắn tin thôi nha, nhắn tin thì được giảm giá nha. Đấy, cái này chiên giòn, sơn hòn, chấm mắm mực hả anh Hiển, mắm mực, mắm độc gì cũng được ấy, bao ngon. Dỡ mình chịu cho, yên tâm đi. Đấy. Lỗ này lứa nhỏ. Nhớ là cái này mấy cả chục năm trước, chục mấy năm, mười mấy năm. Ông bà có một tấm lưới một màn kiểu vậy nè. Cứ lục thả trắng lưới, thời cá nhiều. Lưới nhỏ là cá nhỏ. Có cá chạch nữa. Cá chạch mới đã, giờ kiếm cá chạch không ra nghe. Ở quê mình này sao nó không có cá tra vậy. Thả lưới mà con thả lưới có cá tra đấy. Giờ con cá trà kho kè ăn cơm. Ở quê mình không có cái đấy. Không có, bữa nào mua giống. Mua giống về thả nha. Cá rô này nướng chấm mắm nêm hết bài, đúng là bạn thuộc rằng chuẩn luôn. Mắm độc của anh em mình chuẩn ăn, mắm độc của anh em mình là hàng riêng nha. Hàng đấy thì anh em cứ làm theo hướng dẫn là bao ngon nha. Khui nắp ra là sẽ thơm nha. Cá nào về chiên nha, cuốn lá mơ anh em ơi. Chiên cuốn lá mơ, chấm mắm độc. Mình
cá sẹt giờ kiếm nhà chứ cá sẹt kiếm khó nha, phải giỡn đâu, cá sẹt nha anh em. Đi bài luôn, anh em mà đặt mắm đục thì anh em cứ nhắn tin thôi, nhắn tin cho shop để bình luận xíu, anh em mình lập bình luận ra mình trả lời cho hết chịu luôn. Vương Phan lâu lâu ok, miền Tây cá tra mùa này nhiều. Ồ, ở quê mình kiếm cá tra chắc không ra đâu, cá tra đó mà đem kho ke ăn cơm không, mình nấu lẩu mình có bài mũ á, cá tra đi câu chính sướng à, cá tra đi câu chính sướng à. Ok, mắm nào ngon thì anh em cứ ăn thôi, nhưng mà còn anh em mình thì muối mắm theo kiểu muối chua của bạn anh em đi biển nha, phong cách của mấy người đi biển thôi, muối chua muối nhạt. Ok, tài xỉn nữa rồi, trong xỉn mồi bán mà mồi đây là mồi tự săn bắt hai lụm đây nè, ăn cái đây mới ngon chứ quán kêu quán nó đem mồi qua thì có gì đâu. Hai bác chéo mà huynh lợn mà dở á. Cái lợn đi, hứa tin nhất nổi á. Đăng lai quả nhất tự nhiên biểu về nhà. Được à, cũng gom gom được cả ký. Đấy. Không biết có lục không nha, còn quằn với chưa tới chưa hết một lục đâu, khả năng còn nửa tháng nữa, mà nếu nửa tháng không lục thì chắc là khỏi lục luôn á. Thà lục sớm chứ để bà con mà xài ruộng rồi cái lục một cái là xong. Ai kia bà ai đang giải phân á, bà giải phân lúa vậy, phân cỏ à. Ủa mày em ấy ối ối tướng giải đã, tướng giải đã, tướng giải đã, cá râu chiên xù chấm hấp mực đúng rồi đấy, đem hấp mực xuống này đổi cá tra gì tiếng nha nhật gì. Nước đây mà thả tay lớn ngâm tay sáng ấy. Khỏi gỡ luôn. Mưa rồi, chuẩn bị mưa. Nhanh nhanh này chuẩn bị mưa. Đầm tè. Nấu mì tôm ấy. Thứ tự, phải thứ tự phải kiên nhẫn nha. Hôm bữa cái quán phô mạc ok anh. Đấy, dưới thằng lứa ở trên đứng nhìn. Ở quê không sợ đói đúng rồi công bằng ơi. Ở quê ruộng lúa có cá ngoài sông thì không nhiều, nhưng mà nhỏ nhỏ thì cũng có nhiều. Cá rô có sạc thì nhiều. Không có cao sang mấy vậy mà đơn giản thôi anh em. Chào tất cả anh em đang xem nha, chào 1820 người đang xem nha. Sông nước hữu tình mà. Ôi trời ơi. Cô giáo ngang qua đấy. Cô giáo à, biết biết. Anh đứng tí anh coi. Củi đâu mà đợt này chặt nhiều dữ ta. Củi đợt này mở đâu mà bắn chặt nhiều dữ ta. Củi bà đàn á. Chào Chanh Chanh nha. Bà đàn ấy đây. Bà đàn á. Ở quê mà cái chiều nhớ quê không anh em. Anh em ở xa chiều nhớ quê nha. Ở quê mình thì bình thường thôi, dáng vậy thôi, không có gì cao sang mấy vậy đâu anh em. Ở quê mình đường cá gần gái đẹp hơn nhiều. Gái tao cái miệng qua đây mà bệnh có dòng cừ độc nhé. Chiều nay em đi câu cá về cho má nó canh chua đây. Cá gáp này nó no rồi, mình câu nó dính cho nó phát bờ này, nó phát bờ đồ ăn nhiều quá, mình câu không dính mà thả lưới dính. Cá cái sông này thì anh em chỉ cần thả xuống nửa tiếng là anh em vớt lên là có mồi ngay, ngay mà luôn. Nửa tiếng thôi là có liền, không cần phải cho nhì nhằng hết anh em ơi. Lâu quá nó dính rồi này. Ok, Sang Nguyễn. Đấy. Ngàn lời em nói bằng làng khó xì bo đấy. Mắm mực ngon lắm nghe anh, nhà em ai cũng nghiền đúng rồi. Mắm mực anh, mắm mực muối nhạt thật kiểu nhân đi biển mà, muối chua mà. Mắm mực em mua một hũ về em để ngoài có 5 ngày em khui ra cái nắp là thông lận không mắm mực. Là biết ngay mắm mực muối chua đặc sản Bình Định rồi. Còn bình thường người ta muối mặn thì nó không có thơm. Nó lâu ngéo nhưng mà nó không thơm. Mắm muối càng nhạt thì nó càng tốc độ ăn càng nhanh nha. Chứ để lâu thì nó ngéo. Vậy thôi, đơn giản. Bữa nào sang đây bắt chuột đây niễn ok.
Toàn mới quay rồi đó, Toàn mới quay bắt chuột. Chắc ngày mai mốt ấy. Tối nay Việt Nam đã banh như ai ta? Việt Nam, Iraq, Iran gì á. Tối nay coi. Tối nay anh em mình ACB chút mà sao bữa nào hôm nay tôi mới hứa sáng tôi kêu bữa nay tôi bỏ nhậu mà sao kỳ ta? Sáng lại chiều kỳ. Sao khó bỏ nhậu với ta? Anh em có anh em có bài không chứ ngự chưa? Cứ nó mệt là bỏ, còn cái nó phỉ lại cái là quên là hứa. Anh quên đi câu hứa ngày nào. Đấy, xì đông lạnh kìa, chuẩn bị tới chợ cá. Đấy thấy không? Đấy. Bà gá các kiểu ha. Đấy. Đấy. Đấy, xe đạp có luôn à. Ở quê đủ các loại xe nha các bạn. Ba gác, xe đạp, xe cuốc, xe đào thì có hết. Cánh đồng quê, cò bay thẳng cánh luôn. Đấy, hướng này là hướng Tây, chuẩn bị mặt trời lặn rồi. Tối nay là nhậu ok rồi. Ok, Trường Giang, ok, uy tín luôn. Đấy, tối nay giờ nhậu giờ coi bóng đá Việt Nam. Cứ anh em cứ lên xem phiên live anh em mình là biết trang chính thống của anh em mình nghe để anh em mua hàng khỏi nhầm lẫn nha. Chú ý giùm mình cái. Nhớ follow theo dõi cái kênh này đi để mai mốt mình cứ mua mắm hay mua gì là mình thấy là cái kênh này mình đã theo dõi là đúng rồi nè, để khỏi nhầm lẫn nha. Thời đại bây giờ làm gì cũng phải có cạnh tranh anh em à. Rồi. Đấy, mai mốt anh em nào cứ rảnh cứ nhớ tới mắm mực thì anh em cứ liên hệ với anh em mình nha, những cái trang này thôi. Quê mình chỉ có mắm đặc sản mắm mực. Con độc. Đấy. Con này nó gì tạm dư. Gắt được này không có trứng. Ủa cái gắt ở miền Tây nó giống cái gắt ở mình hay là khác ta? Miền Tây là cá chấu à? Nhưng ở miền Tây sao có nhiều loại cá gắt ra? Chưa. Cá dài có cái gắt tùm lum á. Cái nấu có bán không? Cái này người ta tặng kỷ niệm không có bán đâu. Cái anh Nhật tặng á. Tìm ra bị khó vậy. Anh Nhật anh tặng á chứ không phải giỡn đâu. Phạm nhanh, đi sinh tồn. Dạo này lên mấy cái nền tảng người ta bóp tương tác cũng khá là nhiều nha. Không phải giỡn đâu. Dạ là mang hơi khó đấy. TikTok rồi Facebook rồi các kiểu người ta bóp tương tác dữ lắm. Đấy, Hoài Thanh chào mấy anh em luôn. Huỳnh Văn Kế. Kế phải kế hay chọn nước cho anh em mình không? Nhiều kế hả? Cá ngách nấu canh chua nhất nách. Đúng rồi, khế chú chát quất vô. Ngay và luôn. Để mình xem mình like cả buổi luôn nhé, thử coi còn cuối cùng còn mấy người xem nè. Coi thử bóp tương tác cỡ nào. Bóp chừng nào mình like mấy nha. Càng bóp càng like. Xong này mình chiều cái neo cái bì ngay chỗ này cái làm già sị rượu đế cũng là má nhận không ra. Ở đây mình liền xuống. Mưa lạnh em chung vô kia nha em. Có cái hầm trú tôi ẩn kia an toàn kìa mà, chui đấy luôn, y bài luôn. Có cái mưa để rượu tay đó mình chèn cái xuống nha. Chào Linh Trương ha. Chào bạn Hiển ha, chào Tuấn Trường nha, chào mấy anh chị em đang xem clip của anh em mình đang xem live nha. Đấy, phiên live trực tiếp của anh em mình trên sông nước Hiểu Tình đây. Ở có núi nè, anh em thấy quê mà có núi nè, có sông nè, có đồng ruộng nè, có biển luôn nè. Quê anh em mình nó là được như vậy á. Đủ thứ đó. Đấy, mới nói xong, ra đây con. Đấy, mỹ nữ mỹ nhân có hết ai thấy không, quê mình có nhiều thứ lắm. Lát nhờ một thứ nha nè. Món nếp nhờ món ngon đấy. Đấy nè anh bên giờ ra giờ chưa thấy tỷ chưa giờ nữa. Tơ lắm. Thằng này tơ ngon. Bên Mỹ đang coi anh em đây, ok canh Nguyễn nha. Ấy trời âm u mưa hả, đúng rồi trời sắp mưa hả. Có con có đây nè, ăn không lấy mấy con gì nữa à, nghe nói con ăn cá rô đầm lắm không đúng không anh em, tôi xin để mấy con nè. Bởi hôm thầy ba nó còn sống á, ông không nói ông kêu không biết á, ăn cá đồng đấy mà, phải không? Đúng không? Ý vậy, để xíu anh để lại mấy con, vô chiên nha. Đấy. Chiên rồi ra anh lấy hũ bánh mực về là quất. Bánh mực bánh đục gì đấy ra lấy về chấm ăn cho ngon. Đấy. Chúc sức khỏe mấy anh em, chào Dương Phú nha, đấy, mấy anh em fan ruột của mình không đấy. Của một đồng công lượng nha, cho mình alo con cá cho nhanh. Alo, anh đang làm cho mấy món cho nhanh. Đấy. Xuống đây, xíu nó cầm cái tư bị nè, chú cho mấy con cá về dầm mắm. Anh em liên hệ nha, có con cho mà chưa có cầm. Đấy. Hot girl không đấy. Ôi trời ơi luôn ấy. Đấy, màu nhậu. Đấy. Đấy. Cho miếng. Bụng ở đâu, bụng nào á. Bữa nào ăn bùm con bùm đó, ông còn tới mình bùm không ta? Bữa nào bùm vô live tin anh em xem. Đấy. Bùm á. Đi đứng anh nằm nha mấy con. Anh Vũ anh Toàn đâu, Vũ Toàn ở nhà chuẩn bị màu.
chuẩn bị lứa củi, chuẩn bị giảm mắm đục mắm mực rồi cái anh em về chiên cái là chấm lụm cái kho 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 cá này kêu kho dưới mắm, kho dưới mắm mắm cái mắm đục cá sẹt, cá sẹt kho mắm cái hết bài. Đậu tư thế chúc anh em ơi. Ngoại hoa, đứng luôn. Hết chân ngồi ta cho đứng. Hết đứng người ta nèm. Anh em nào biết bánh này? Bánh bùm này, cái bùm này ưng làm cho nó có đường đường này, hăng ấy cứng cứng chỗ ăn còn ngọt chứ. Đây hả nhà. Làm nếp gì gà? Anh em thằng sướng không? Ở quê mình vui không? Quê mình cá nhỏ mà nó không ít có cá to. Cá to ra sông à, sông lớn à. Cái lưới bọc nó to. Vậy mới ngon chứ. Lưới to nó còn cá rô phi không. Lưới này ngon nhưng mà nhỏ. Còn xíu rồi. Cá phải lựa ăn xíu à. Cá cá da cào tiêu. Ủa Vũ đâu? Vũ ở nhà, ở nhà làm mém à, anh em về cái là quất luôn chứ chia ngượng việc chứ. Chuẩn bị gia vị sẵn cái về cái là làm xong cái là bỏ cái nồi kho liền. Cái này chắc mình quyết định mình chiên cuốn lá mơ đi. Chiên cuốn lá mơ chấm mắm đục. Cuốn lá mơ chấm mắm đục đi. Làm vài chai cây Bình Định đi. Bữa nay uống ít thôi nha. Bữa nay là chơi cỡ tầm 8 giờ nghỉ nha, không chơi quá nha. Chơi quá vợ nó bỏ luôn à. Ok. Cá ngon. Cá nhỏ nhỏ không? Anh em thấy sao? Cá quê nhỏ nhỏ như nào? Ý kiểu làm sao mình đang làm chụp tấm hình nhìn đẹp quá ha. Ý đẹp đấy. Cá hơi nhỏ. Nhỏ ăn rồi khỏi xương. Cá sẹt cũng hiếm lắm nè. Cá sẹt này cũng hiếm. Cá sẹt bánh này miền Tây to hơn cá sẹt quê mình. Hết anh em nào là xem tả anh em khác ra. Hết ra rồi vô. Muốn tập bơ mà cho nó bơ. Phò lao đi anh em ơi, trang chính chủ đấy. Bao nhiêu người xem mà kèm thêm quà mọi người nữa nha. 1.800 người đang xem. Em xem nãy giờ, ok, Đặng Nguyễn, anh Phương, anh em là xem là nhắc like, thả like, thả tim cho nó vui hấp dẫn đây. Đấy, anh em là thích mà xíu nó mà like cái cú mà gọi là cá này chiên lên nghe. Chấm cuốn lá mờ, chấm bánh mực nữa, bánh đục nữa thì anh em cứ nhớ follow like đi, xíu nữa mình like tiếp cho anh em coi. Nè mình chuyển qua chế độ hoàng tử livestream mà đụng cái gì cũng like luôn rồi. Đấy. Bữa nào đi xà ruộng like cho anh em xem. Chuyên gia làm ruộng mà. Bữa nào cái mình làm cái ruộng là cái mình làm chứ không tươi ha. Anh nó buổi kiểu bề hôm à. Bề hôm nay đi làm ruộng toàn ăn nó buổi bừng bún không hả chứ? Bún mắm mà đục không hả chứ? Mà sao nó nắng mà sao người ta lại làm nó buổi món ấy nó rỉ sao? Cái đi biển về có mắm rồi đấy. À. Rồi thích ăn. Qua thích đâu. Nhưng mà cũng ngon nhá. Mau đây. Tung tung tung. Cá vàng đã. Cái này là biến như là thả nữa không có nữa à. Thả cũng nhanh. Phương, lấy lưới thả có liền anh Phương, cá nhiều lắm. Thả, ông thả chút nữa tiếng có liền à. Ấy thả về kho ăn cơm nha. Đấy, là tới 8 giờ nhậu luôn. Không chuẩn bị anh xuống lại cái về cái làm xong cái lên món lên là tiếp. Là liên tục vậy đấy. Anh Bình Dũng âm thanh tùng rồi nha. Lai phải giấy, lai mà lai. Cơ bản giọng tốt rồi nè. Nó chỉ khó lai giọng tốt nha. Giọng tốt, lai tốt rồi để anh em khỏi bị lạc. Khỏi anh em mua mắm lạ lộn sốt, anh em lại cứ nói mắm anh em mình. Gọi tên em đi ai đầu, chào Nguyễn Thái Sang nha. Xíu nha. Nhiều em cực kỳ đấy, ít đâu. Rồi kêu mấy anh em vô chở bia chở xuông về. Rồi anh em ơi mình xin xuống la tại đây nha. Rồi nãy giờ công sức của anh em mình cũng được bao nhiêu đây thôi mình xuống la tại đây. Hẹn anh em là tối nay xong rồi cái mình tiếp tục mình lên la tiếp nha. Còn anh em nào mua mắm đặc mắm thì trên phiên la này đặc biệt à. Những anh em nào mua combo 3 mực thì sẽ được tặng một chai mắm đục nha. Giá bình thường là 294.000 mà hôm nay thì có giá 260k miễn ship cho anh em luôn nha. Đặc biệt anh em nào xem live này thôi nha. Muốn đặt thì nhắn tin vô fanpage trực tiếp fanpage này cho mình nha. Hoặc là để lại chữ bình luận là chữ IP chữ mua cho mình. Muốn nhanh nhất thì nhắn tin vô fanpage của anh em mình. Fanpage mình có 94.000 người thích nha và có 505.000 người theo dõi nha. Anh em nhớ chú ý giùm mình cái nha để khỏi nhập lầm đường lạc lối nha. Mua lộn chỗ tạo anh em mình nha.
xuống lại từ đây nha, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Chào anh em nha, 4:30 rồi, hẹn anh em xíu nữa tiếp tục like nha. Nghe kêu anh em vô chở bìu về. Có mà ấy chưa? Đây chai cuốn 50 chấm mật tao. Công nhận không? Anh em mình định like ở đây rồi mình nướng mình dứt luôn mà trời mưa vậy là chắc không ổn đâu. Về chứ còn bữa sau đi. Đấy. Anh em xin like cuộc sống quê, cuộc sống hàng ngày của anh em mình cho những anh em nào xa xứ ở xa quê hay là anh em nào chưa về quê lần nào cho anh em thấy nha. Mình xuống like từ đây nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em cứ chờ một xíu nha. Đấy. Chờ trong giây lát anh em mình like lại nha. Đấy. Chào anh em nha. Rồi anh em giải lao uống nước nghỉ rồi tan ca rồi chấm công rồi quạt khỉ đồ các kiểu đi nha. Đấy, còn bạn nào mà đã có mấy mực bánh đục qua sân vườn rồi thì tối nay mà làm biến nấu cơm á thì anh em cứ ra chợ đi chợ tặng ngang cái chợ á, đi về là tặng ngang cái chợ cái mua cái bún đâu cái bún tư thôi, cái xong về cái làm mắm giả ớt tỏi đường rồi nặng chanh vô cái là trang ăn thôi, có điều kiện hơn nữa thì chơi mới thịt ba chỉ nữa, còn nếu không có thì mình chơi nhịn nhị vậy thôi, chơi với rau sống đâu. Còn thích nữa thì ăn bánh tráng thì mua bánh tráng đổ cái trứng rồi chiên lên cuốn rồi chấm. Tướng Vũ mười tiếng nát cái gì nát không được kể hài chứ nát đâu món này giờ chiên xong rồi cuốn lá mơ chấm chấm mắm mắm đục thôi đấu qua ra banh uống bia chưa uống đi ai cũng dừng tỉnh nè. Ôi chào 200 anh em đang xem mình, cảm ơn anh em nhiều. Ở quê vui anh em mày, chiều chiều quá nhớ chiều chiều đâu chớ bè chứ bắt qua cái xe dục cái dưới nước không. Đấy, có anh Vũ này xiết nè, nút kiếm nè. Đấy, đi xi trên hành lang. Mẹ nó lọt xuống. Vô, vô. Bữa nay chú tiểu đạp cho lọt xuống. Rửa xi này. Nhưng mà ba tao vừa rồi á. Uống thuốc chưa không biết. Cảnh đẹp. Đấy, 200 anh em tiếp tục xem mà cứ la la rì nhị nhị nhàng nhàng thôi. Tốt thôi. Đấy, học sinh bây giờ đi học về đấy. Còn này, còn nhiều hoài á. Nhiều em trầm đầu ký rữ không? Ký rữ cái đâu á? Ký rữ á Vũ. Một ký rữ. Ê, làm chút cái tóc qua bên. Nha, lên nhà thi nha. Cá chấm mơ là mơ. Anh cá chứ. Anh bị quýt rồi, anh mê cá không? Hôm nay mình lấy cái sáng mày like, anh em thấy đường truyền rõ không? Đấy. Hôm nay mình lấy mấy cái sim chỗ này like xuống. Này, mái thổi nhìn rõ ràng đẹp trai đẹp gái. Rồi mình xuống like nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi nha. Anh em nhớ follow trang này của anh em mình, trang chính chủ của anh em mình nha. Chỉ có một trang Sơn Dược Vlog duy nhất này mình bán hàng thôi nha anh em. Chào anh em nha.